Xin chào quý thính giả đang theo dõi điểm tin ngày 16 tháng 10. Phản ứng của Nhật Kim Anh, Đỗ Mạnh Cường khi bị đòi sao kê. Hoài Lâm tỏ tình gái lạ trên livestream. Bích Phương kể chuyện tình tay ba là những tin chính trong ngày. Sau hàng loạt cái tên như Trấn Thành, Thủy Tiên, v.v., Đỗ Mạnh Cường là nhân vật tiếp theo bị CEO Phương Hằng tố nhập nhằng từ thiện. Trên trang cá nhân, Đỗ Mạnh Cường bị anti-fan tấn công đòi sao kê. Một tài khoản viết, sao kê đi anh ơi, nhà thiết kế lập tức đáp trả. Em gửi tiền cho anh thì chụp màn hình chuyển khoản của em nhé. Anh sẽ gửi sao kê riêng cho em chứ anh không có nhu cầu phải công khai cho những ai không đóng góp. Vì anh quyên góp được vài chục triệu thôi nên anh gửi riêng từng người nhanh lắm. Trước đó trả lời về vấn đề sao kê từ thiện, Đỗ Mạnh Cường cho biết không liên quan và tôi cũng không quan tâm. Khi nào Bộ Công an yêu cầu tôi gặp gỡ, nói chuyện thì tôi sẽ trả lời họ. Còn những vấn đề này, tôi cho rằng không cần phải trả lời những người không có thẩm quyền. Tuy nhiên, một số khán giả không đồng tình với Đỗ Mạnh Cường và cho rằng việc minh bạch từ thiện là bắt buộc chứ không phải chờ đến lúc Bộ Công an vào cuộc mới làm. Nhật Kim Anh cũng là cái tên bị CEO Nguyễn Phương Hằng nghi ăn chặn từ thiện. Tối 15 tháng 10, nữ diễn viên tung hơn 40 trang sao kê để chứng minh mình trong sạch. Trong tổng số tiền từ thiện có khoảng 300 triệu đồng tiền túi của Nhật Kim Anh. Động thái của nữ ca sĩ mau chóng nhận được sự ủng hộ từ cư dân mạng bởi tính rõ ràng cũng như nhanh chóng ngay khi vướng ồn ào. Trước đó, Nhật Kim Anh cho biết sau khi đóng tài khoản kêu gọi, toàn bộ số tiền được chuyển thẳng một lần duy nhất qua tài khoản từ thiện An Vui của MC Đại Nghĩa. Sau đó, Nhật Kim Anh đã cùng đoàn từ thiện của đàn anh hỗ trợ cho bà con vùng lũ trong hai đợt. Trong livestream hôm 15 tháng 10, Hoài Lâm gây bất ngờ khi đề cập đến chuyện tình với một cô gái tên Lan Anh, khiến khán giả khó hiểu. Hoài Lâm nói: "Anh đã thích em từ lâu rồi. Sao không về đây bên anh vậy Lan Anh? Em cứ mơ gì ở nơi xa xôi, trong khi đó có anh và mọi thứ ở đây. Gió mát, ru con ngủ cũng được nè. Em còn muốn gì nữa Lan Anh? Trồng khoai lang, em có thể em bắt cá, em đi xiệt, em đi chụp ếch, em đi chài với sông. Em còn không muốn nữa, tới ngày em đòi đi hả Đài Loan hoài là sao?" Ngay sau đó, nam ca sĩ cho biết mình chỉ đùa vui với người hâm mộ. Ngoại hình xuống sắc của Hoài Lâm cũng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi. Một số khán giả bình luận, Hoài Lâm phát tướng quá, còn đâu xoái ca ngày nào. Nhìn Lâm sức khỏe dồi dào như vậy có thấy tàn tạ gì đâu. Hôm 15 tháng 10, podcast Nằm xuống lưu diêu tập 2 của Bích Phương lên sóng với chủ đề từ bỏ. Trong tập này, Bích Phương tâm sự về sự từ bỏ đầu đời của cô với một đôi giày và sau này là những mối quan hệ tình cảm. Cô lần đầu tiết lộ chuyện tình tay ba năm 22 tuổi. Vì không thể dứt khoát nói lời chia tay, Bích Phương trốn tránh, nói nước đôi với người yêu ở Hà Nội. Bạn trai Bích Phương sau đó về tận quê cô để tìm người yêu và không ngại vào Sài Gòn gặp cô. Qua vài người bạn chung, anh biết được Bích Phương có người yêu mới. Dù đã hơn 10 năm, câu chuyện này đến nay vẫn khiến nữ ca sĩ day dứt, ân hận. Câu chuyện được Bích Phương hé lộ khiến nhiều khán giả bất ngờ. Bên cạnh đó, một số người ấn tượng với giọng kể của Bích Phương qua podcast. Ngày 15 tháng 10, ông Nguyễn Tấn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, huyện Nam Trà My, Quảng Nam, cho biết đã làm báo cáo gửi cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh về hoạt động từ thiện của đoàn nghệ sĩ Hoài Linh theo yêu cầu trước đó. Theo đó, đoàn của nghệ sĩ Hoài Linh về địa phương trao quà vào tháng 6, đoàn đại diện cho danh hài đến địa phương trao 500 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng. Người đại diện là ông Hà Văn Tự, đại diện của nghệ sĩ Hoài Linh. Ngoài ra, danh sách người ký nhận tiền sau đó được niêm phong và kèm theo thư cảm ơn gửi cho đoàn. Cùng ngày, đại diện Hội Chữ Thập Đỏ huyện Quế Sơn, Quảng Nam cho biết đã nhận được văn bản của Công an thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động trao tiền từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh. Theo đó, phía công an yêu cầu địa phương xác minh thông tin đoàn từ thiện thay mặt nghệ sĩ Hoài Linh có trao hỗ trợ cho người dân huyện Quế Sơn hay không. Tổng số tiền bao nhiêu, ai trao? Hội Chữ Thập Đỏ huyện Quế Sơn làm báo cáo đến Công an thành phố Hồ Chí Minh, trong đó xác nhận đoàn từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh đã đến trao 400 triệu đồng tại địa phương, bao gồm kinh phí xây dựng mới 6 căn nhà và trao 100 phần quà trị giá 100 triệu đồng cho các hộ khó khăn. Sau tuyên bố trở lại Rap Việt mùa 2, Trấn Thành để lộ loạt hình ảnh hậu trường chương trình. Theo đó, nam MC xuất hiện với mái tóc dài phong trần và bộ râu ria khác lạ với phong cách mà anh vẫn theo đuổi trước đó. Trong một vài hình ảnh hậu trường của show truyền hình khác chuẩn bị lên sóng, Trấn Thành để tóc dài xoăn, rẽ ngôi cổ điển. Hình ảnh mới của ông xã Harry Won gây chú ý trên khắp mạng xã hội. Đa phần khán giả cho rằng kiểu tóc khiến Trấn Thành già hơn, không khác gì ông chú 50.
Chiều 15 tháng 10 trên Facebook, trưởng nhóm mai táng không đồng Giang Kim Cúc đăng ảnh kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Trong thời gian vừa qua, Giang Kim Cúc và nhóm mai táng không đồng thực hiện nhiều hành trình thiện nguyện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn thực hiện mai táng miễn phí cho các trường hợp tử vong vì COVID-19. Tuy nhiên gần đây, Giang Kim Cúc vướng vào lùm xùm sao kê từ thiện. Nhiều nhà hảo tâm gửi đơn tố cáo trưởng nhóm mai táng không đồng đến các cơ quan chức năng. Dù Giang Kim Cúc nhiều lần lên tiếng khẳng định sẽ công khai, minh bạch tất cả các khoản thiện nguyện, đến nay vẫn chưa có một bản sao kê, bản thu chi hoàn chỉnh, chi tiết nào được công khai. Kết thúc chương trình là tin tức về dịch COVID-19 trong nước. Sau 3 tháng thành lập 22 chốt kiểm soát ở cửa ngõ thủ đô, thành phố Hà Nội dừng kiểm tra người và phương tiện lưu thông qua các vị trí này. Tối 15 tháng 10, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cho hay, tại các vị trí chốt trực, lực lượng cảnh sát duy trì để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý các tình huống phát sinh, tuy nhiên không kiểm tra người và phương tiện đi qua chốt. Riêng chốt số 8 ở trạm thu phí cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, lực lượng chức năng rút về từ ngày 14 tháng 10. Trong 3.797 ca nhiễm, Bộ Y tế công bố vào tối 15 tháng 10 có 3.789 ca tại 47 tỉnh thành, tăng 701 ca so với ngày trước đó, 918 người khỏi bệnh, 93 ca tử vong. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 3.559 ca một ngày. Đợt dịch thứ tư, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 852.986 ca, trong đó 786.106 người đã được công bố khỏi bệnh.